Ok, thì xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng tool quản lý profile của bên mình. Đây là tool mình tự phát triển nên là có vấn đề gì thì mình sẽ fix ngay. Đây là đường dẫn Chrome. Để lấy đường dẫn thì các bạn ấn vào Chrome, ấn Open File Location, Copy. Và thêm nhớ bạn phải thêm đuôi EXE vào đây nha. Đây. Thế này thì trình duyệt mới mở được. Đây là list user. Cái này sẽ fetch thiết bị cho các bạn có 1256 dòng. Ok. Để sử dụng thì bạn ấn mở tool lên. Các bạn cần chuẩn bị một folder bao gồm cái này để lưu cái profile của các bạn. Đường link của mình như này. Mình sẽ dán vào đây. Sau khi dán thì các bạn ấn nút Enter để lưu lại cái đường link này nha. Lần sau sẽ không cần đăng điền lại. Mình sẽ tạo một thư mục là test profile. Mình ấn tạo. Ok, tạo thành công. Bắt đợi một chút để nó cập nhật danh sách. Sau khi ấn update thì nó sẽ sắp xếp theo ngày tạo. Mình sẽ nhập proxy của mình vào. Rồi mình chọn thư mục để update. Sau khi update xong và ấn mở. Giờ mình sẽ check. Các bạn lưu ý là lần đầu tiên mở thì nó sẽ yêu cầu những các bạn ấn hủy nhá, ấn hủy không quan tâm. What my IP? Mình đã check địa chỉ IP. Ok, là 203. Trùng khớp. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để đổi proxy. Các bạn copy một cái proxy mới vào đây và dán vào mục này 162. Ok, ấn vào thư mục muốn đổi, ấn update. Ok, ấn mở. Sau khi thì nó sẽ lưu một cái biến 58 đúng không? Đúng 58. Nó sẽ lưu một cái file gồm những cái ký tự này để đăng nhập proxy. Các bạn ấn điền lại. Đây, lịch sử vẫn còn lưu đây. Mình ấn what my IP này. Ấn vào đây này. 106, ok. Hoàn toàn trùng khớp. Vậy là chúng ta đã đổi proxy thành công. Và bây giờ mình có thể làm công việc của các bạn. Cái đấy thì mình không can thiệp. Đây. Xóa đi được, lần sau chỉ việc ấn vào đây và ấn mở thôi. Update để cập nhật lại danh sách. Và mình lưu ý là những cái profile này là những cái profile độc lập. Bạn có thể copy và dán hoặc là di chuyển sang một cái máy tính khác. Nhưng mà nó sẽ không mất khi dán sang copy một cái máy tính khác. Bạn chỉ cần nhập cái đường dẫn của máy tính khác vào đây. Cái thư mục chứa profile và bạn update. Sau đó ấn mở thì hoàn toàn mở bình thường. Kể cả proxy vẫn sẽ được lưu bên trong. Đây là cái điều rất là tiện cho cái việc backup dữ liệu. Bạn chỉ cần đảm bảo cái thư mục profile của bạn sẽ bảo toàn, tức là không bị mất. Device info thì đây là mình check cái thiết bị mà vừa tool đã auto cho mình. Đây, Yandex Browser 27 đây. macOS ok. Và sau khi mở lại thì mọi thứ vẫn còn như cũ nhá. Từ lịch sử web các thứ đây vẫn còn
Đây vẫn 3 OS đây. Lưu hiện cái kia thì các bạn vẫn hủy nhá, nó không ảnh hưởng gì cả. Địa chỉ IP đây vẫn là 106. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video, và mình sẽ để link tải bên dưới, các bạn tải về và sử dụng nhé. Chào các bạn.